Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xuân Nông TV. Thì thời kỳ ăn dặm đặc biệt quan trọng đối với giai đoạn phát triển của trẻ. Thì ngay từ khi trẻ còn trong giai đoạn ăn dặm thì Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo danh sách những loại rau tốt nhất cho não bộ của trẻ. Dưới đây xin nêu là các loại rau có công dụng tuyệt vời ấy. Đầu tiên đó chính là hẹ. Hẹ tươi chứa rất nhiều folate, axit folic là loại axit amin có vai trò quan trọng trong quá trình phân chia tế bào. Protein, chất béo, carbohydrate, vitamin B, C là siêu thực vật tốt cho sự phát triển của não bộ. Ngoài ra, trẻ ăn hẹ nhiều còn giúp xương chắc khỏe, ngừa táo bón và các vấn đề về da do hẹ giàu vitamin K và chất xơ. Tiếp theo đó chính là cải thìa. Cải thìa không chỉ là loại rau quen thuộc để chế biến nên những món ăn ngon cho bé, mà còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho não trẻ. Cải thìa có khả năng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật và sự lây nhiễm trong cơ thể của trẻ. Một loại rau cũng quan trọng không kém đối với sự phát triển của não trẻ đó chính là cải bó xôi. Chẳng hổ danh loại rau giàu dinh dưỡng bậc nhất, cải bó xôi có lượng dưỡng chất vitamin áp đảo trong danh sách các loại rau củ quả. Cải bó xôi có chứa một lượng lớn các caroten và chất sắt, đồng thời là nguồn vitamin B6, axit folic và kali dồi dào. Lưu ý khi lựa mua cải bó xôi nên lưu ý chọn những bó cải có lá tươi xanh, tránh những lá bị rách, nhăn, dập lá hoặc sẫm màu. Khi chế biến cải bó xôi để giữ được lượng dưỡng chất có trong rau, mẹ nên băm nhỏ rau thay vì xay nhuyễn. Ngoài ra, thay vì luộc rau, mẹ có thể hấp rau mà không cần cho nước vì trong cải bó xôi đã có sẵn nước và chính lượng nước này sẽ kết hợp cùng nhiệt độ hấp làm chín rau. Kế tiếp đó chính là ớt chuông xanh. Ớt chuông xanh chất chống oxy hóa, vitamin và rất nhiều nguyên tố vì có thể tăng cường sức mạnh của trẻ, làm giảm mệt mỏi cho cơ thể và não bộ. Đây là loại quả có lượng vitamin C kỷ lục. Cứ 100g ớt có chứa 120mg vitamin C. Lượng vitamin C này gấp 2,5 lần so với cam. Ớt chuông xanh không hề có vị cay nên mẹ vẫn có thể chế biến cho bé ăn với lượng nhỏ và thường xuyên nhé. Cuối cùng đó chính là cà chua. Cà chua có đường glucose, fructose, chất béo, vitamin B1, B2. Cà chua có tác dụng nuôi dưỡng máu rất tốt, kích thích thèm ăn và hỗ trợ não phát triển hiệu quả. Để đảm bảo an toàn, mẹ nên chọn mua cà chua già đã gần chín từ các ruộng, vườn về nhà tự ủ hoặc mua lượng lớn cà chua chín cây về làm sốt cà chua cho bé. Bằng cách hấp cà chua chín, bóc vỏ, bỏ hạt, nghiền nhuyễn, cho vào cà chua một chút muối, đun sôi để nguội rồi đóng chai, dùng dần. Không nên để cà chua trong túi ni lông hoặc cho vào tủ lạnh.